Thưa quý vị và các bạn, hậu quả tai nạn giao thông đã gây ra thiệt hại không chỉ với nạn nhân mà còn đối với cả chủ xe, gây ảnh hưởng chung tới toàn xã hội. Do đó, nhằm phát huy vai trò ý nghĩa xã hội và tính nhân đạo của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, kể từ năm 1988 cho tới nay, Chính phủ đã quy định loại hình bảo hiểm này là bắt buộc. Và mới đây, trước nhiều đề xuất có nên bỏ loại bảo hiểm này vì thủ tục hưởng bảo hiểm quá phức tạp, Bộ Tài chính đã chính thức có những thông tin phản hồi. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời kiến nghị của cử tri, trong đó có nội dung kiến nghị xem xét bãi bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với mô tô xe máy. Bộ trưởng khẳng định việc quy định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với mô tô xe máy là cần thiết và đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhằm bảo vệ lợi ích và an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu doanh nghiệp không chi hỗ trợ cho đại lý bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức, vượt mức hoa hồng tối đa ấn định là 20%. Các doanh nghiệp cũng không được khuyến mại chiết khấu thanh toán với bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc.